Thưa quý vị, sáng nay Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án nhập khẩu 9.300 hộp thuốc ung thư giả về Việt Nam của công ty VN Pharma. Trong đó có hai bị cáo có vai trò quan trọng nhất là nguyên tổng giám đốc VN Pharma và người môi giới nhập khẩu thuốc đã phải nhận mức án cao nhất mà Viện Kiểm sát đề nghị trước đó là 12 năm tù giam. Sau 5 ngày xét xử và nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty VN Pharma và Võ Mạnh Cường, mỗi người 12 năm tù giam với tội danh buôn lậu. Các bị cáo khác nhận các mức án từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm tù, trong đó có hai án treo với tội danh buôn lậu và làm giả con dấu giấy tờ của cơ quan tổ chức. Đáng chú ý, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ nhiều điểm quan trọng trong vụ nhập khẩu thuốc ung thư kém chất lượng. Cụ thể, hội đồng xét xử kiến nghị làm rõ số tiền hoa hồng 7,5 tỷ đồng đã được sử dụng như thế nào, kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cán bộ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế trong việc cấp phép cho H Capital 500 mg được nhập khẩu trong khi hồ sơ có hàng loạt thiếu sót bất thường. Nếu điều tra có đủ cơ sở sẽ khởi tố trong một vụ án khác.